Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 990 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước được giao chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đáp ứng cao nhất có thể nhu cầu vốn của nền kinh tế. Đây là động thái phù hợp với kỳ vọng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường đang thay đổi quá nhanh, chỉ có nguồn vốn kịp thời mới giúp doanh nghiệp tận dụng được cơ hội phục hồi. Doanh nghiệp này đang chuyển đổi từ mô hình công ty phần mềm sang mô hình hệ sinh thái, trong đó có thiết bị phần cứng, IoT hỗ trợ, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Đây là hướng đi tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, nhưng chính vì sự chuyển đổi này, doanh nghiệp chỉ tiếp cận được các nguồn vốn ngắn hạn với quy mô nhỏ, khó với tới nguồn vốn trung và dài hạn. Ở góc độ phía ngân hàng thì mình có đề xuất rằng là việc đánh giá tín dụng cũng như là việc đánh giá một mô hình kinh doanh, chúng ta không nên theo cái cơ chế cũ mà chúng ta theo những cái cơ chế là đi cùng với doanh nghiệp, giúp họ tạo ra cơ hội của thị trường bằng tiếng nói, bằng cách hỗ trợ tín dụng theo chu kỳ ngắn hạn nhưng theo cái quy mô dài hạn. Tăng trưởng tín dụng tính đến giữa tháng 10 chỉ đạt 6,29%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022 với mức 11,12% và định hướng điều hành cả năm 2023 với mức 14-15%. Điều này đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và được thực hiện với cường độ cao hơn. Để tín dụng tiếp tục tăng trưởng thì nó cần những cái giải pháp trực tiếp khác như giải pháp về thị trường, giải pháp đồng bộ để hỗ trợ cho doanh nghiệp như thị trường tiêu thụ cũng như là lĩnh vực tiêu dùng. Lĩnh vực đầu tư và xuất khẩu là những cái động lực tăng trưởng kinh tế cũng cần phải tập trung cải thiện. So với trước đây thì các cái tổ chức tín dụng ở trên địa bàn tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là các cái giảm lãi suất các khoản vay cũ để hỗ trợ trực tiếp về mặt chi phí cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, sau độ trễ so với lãi suất huy động thì hiện nay mặt bằng lãi suất cho vay đã bắt đầu giảm, đặc biệt có một số ngân hàng thương mại đã có những cái chương trình lãi suất ưu đãi dành cho các khách hàng đang có khoản vay ở các ngân hàng khác theo nghị định 06 của Ngân hàng Nhà nước, với lãi suất ưu đãi từ 7-10% dành cho các kỳ hạn từ 6-24 tháng. Tuy nhiên, tình hình chung của thị trường trong nước và thế giới hiện đang còn khá trầm lắng, do đó thanh khoản mặc dù là còn dồi dào, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn đang rất khó hấp thụ vốn. Mặc dù là Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần hạ lãi suất, nhưng cái nhu cầu của doanh nghiệp để tiếp cận với vốn nó vẫn chưa sẵn sàng. Thì đấy là khó khăn, và cái khó khăn ấy không phải là do là chúng ta không vay được, mà cái khó khăn của chúng ta là nó không có đầu ra. Thì cái đề xuất của chúng tôi là phải tăng cường cái doanh nghiệp trong nội địa. Trong nước, tỷ lệ tiết kiệm vẫn khá cao, vì vậy vẫn còn nhiều vốn nội địa có thể tích lũy. Chắc hẳn rằng chúng ta đã thấy sự giảm tốc trong tăng trưởng tín dụng. Các ngân hàng đang dự trữ một số vốn với tư duy thận trọng. Tuy nhiên, vào năm tới, chúng ta sẽ có thể chứng kiến sự phục hồi trong nhu cầu nội địa, và do đó tăng trưởng tín dụng trong hệ thống ngân hàng cũng sẽ tăng trở lại khi nền kinh tế nội địa bắt đầu mạnh mẽ hơn. Khi dư địa tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ không còn nhiều, sự quan tâm của thị trường có thể chuyển sang chính sách tài khoá. Động lực tăng trưởng đến từ đẩy mạnh đầu tư công và các chính sách hỗ trợ tiêu dùng từ chính phủ tiếp tục được kỳ vọng tạo đòn bẩy cho kinh tế bứt phá.